Hello anh em, tiếp tục là số phay mới về đây. Đó. Sản phẩm đây này, Harry Furbit. Trước tiên là sâu cho anh em xem cái tình trạng nữa, có đầy đủ hết cái phím. Đó, tình trạng như này, vừa khui thùng ra, tình trạng như này chia sẻ anh em luôn, nguyên bản nhập từ Mỹ về, về được mấy chiếc giá cực kỳ tốt luôn. Chưa kịp check invoice với cấu hình, thấy cái dòng xúc phê về rất là cho anh em xem luôn hình thức của nó. Chúng mình sẽ check cái invoice là thông tin nhập sản phẩm từ bên Mỹ, có đầy đủ thông tin chi tiết này, nguồn gốc xuất xứ, cấu hình và giá. Đấy. Nhập vào mấy chiếc thì có chiếc thì nó bị chảy một xíu phía sau như này, có cả hàng đã qua sử dụng này. Hàng outlet hay gọi là hàng refurbished đấy, cái giá trị nó có nguyên bản bên kia về như này. Những anh em nào mà lấy cái chiếc mà nó bị chảy một xíu vỏ như này, thực ra nó vỏ nhôm, anh em ở cận cảnh nhìn mới thấy được cái, còn ở xa khi khó phát hiện ra, cực kỳ đẹp. Anh em quan tâm thì lấy sớm nhé, chỗ điều càng sớm thì giá càng tốt. Cái quan trọng nhất là mình lấy được cái hàng nguyên bản nhập bên Mỹ về, chứ không phải là hàng sách tay hoặc hàng mông mà tân trang. Thực ra cái công nghệ mà làm mới thân vỏ của laptop trong nước mình vừa phát triển cực kỳ mạnh. Anh em cứ để ý những con nào mà đã qua sử dụng ấy, mà nó không có vết chì xước gì ấy, mà không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ ấy, thì con đấy là bị tháo ra mông má lại, sơn lại thân vỏ cũng tốt thôi, làm đẹp lại thôi. Nhưng một số anh em kỹ tính thì không muốn máy mình bị bung ra hoặc đã sửa chữa tân trang gì chưa. Đấy, hình thức đẹp. Còn bên mình nhập về thì cứ nguyên bản sao để vậy, anh em muốn làm thì tự đi làm thôi, chứ bên mình không khuyến khích kiểu tháo ra mông má sợ thân vỏ. Đây, chủ thể chính này, đợt này về được mấy em chủ phây này, anh em quan tâm thì lấy sớm nhé, liên hệ trực tiếp mình, chốt càng sớm thì giá càng tốt luôn. Đây, động giấy tờ, phím bút, bản chuẩn nhập khẩu từ Mỹ về, quá đẹp, cảm quan. Rồi, xin chào.